người ta gặp mấy nói chuyện đi. Mấy anh đến đây có lấy tờ gì không? Không chuyện cưỡng chế đâu. Quay xa luôn, quay ngang á, quay từ đằng hết đi. Đụng má, làm đụng đất này là rớt luôn. Rớt cái đầu liền. Ủa mà là quân anh cướp vô lấy đất người ta không miếng ký gì đó. Anh thiết công cái con lộn này là có ai chỉ đạo không? Khỏi quay đủ mẹ tao đưa lên mạng đưa tổng thông tin luôn mày khỏi quay. Mày là trung lũ cướp luôn. Đó bây giờ đụng mà thằng thiết công mà đụng má đụng tới là đụng má tao đếm rớt đầu. Đụng mà tụi bay là anh cướp. Tụi mẹ vô thương lượng ta mà trả giá như thằng tôm thằng cá. Quay hết từ thằng á, đụng mà đưa lên mạng đụng mà gửi ra chính phủ luôn. Nhà là quay công an luôn nè. Quay hết mấy cái quyền rồi luôn cả dân phòng hết. Đủ mẹ bà già tôi mà có chết đó đủ mà là mấy ông đánh hết đủ mẹ bà nằm đây là. Đó mấy anh đánh bay cái lũ. Đủ mẹ tôi chỉ có như đây nè mà mấy ông hết cỡ ra. Kéo một bay vô ăn hiếp một người. Vậy mà không hết cỡ. Từ công an, từ người Tây. Mày đủ mẹ biện pháp không hiểu gì vậy hả? Mình là chính quyền, mình không thích. Con tôi là dân đen, học dốt, không chả hiểu gì đâu á. Ủa mày tao đưa mặt nè. Đó từ mặt hết. Đúng mày là tụi bay nè tao báo cho tụi trình nha một cái gia đình miếng đất của mày mà đụng miếng đất tao đụng mày rớt đầu từ thằng anh nghĩ người ta ba la hiếp anh trong này người ta còn chỗ nọ anh thấy cái dòng đụng mẹ mày làm con lỗ mày mà đụng mày làm gì là mày vô mày cướp đất người ta anh thấy nhà người ta hiếp anh bao nhiêu người ta vẫn còn giờ đại diện chính quyền đâu đâu ai đại diện chính quyền như vậy mày có giấy tờ gì đâu ông đại diện chính quyền người ra nói chuyện nói vậy là các bộ nhà nước không á đàn áp một cái gia đình mà miếng đất đó là quay từ thằng á từ cái mắt người này người nọ toàn là cái cán bộ không á có chất có quen không á vô đàn áp cho mình dốt nát tôi nói thiệt anh một đồng cỏ trong đất tôi cũng là cỏ của tôi á đủ mẹ tụi bay là ăn cướp đúng cái đàn giới cũ luôn nữa vậy đó nó đụng mày lấy rồi của tôi cũng là rác của tôi nó không ai được quyền mà lấy làm nhà quay vụ mà mày đừng nói là miếng mày quay tự sẵn hết tao giờ đại diện chính quyền đâu ra nói chuyện anh tới đây anh thân người đất làm cỏ làm lộn thì anh cũng phải có trình giấy tờ như thế nào cho dân đen tôi biết chứ tụi bay ăn cướp chứ không phải ở mình là chính quyền công an là có quyền có chức là muốn ra làm gì làm bao nhiêu người chục hàng trăm người đứng một cái gia đình chỉ có ba người phía đất cái xíu vô đàn áp có mắc cỡ không mà cảm giác có mắc cỡ không đủ mày ăn cướp quen rồi đi vô đi kệ nó làm gì làm hẳn nó đụng miếng đất kia rồi tính nó chồng tôi làm xong để cho dĩ mấy anh bây giờ tôi bước ra tôi nói chuyện ngay nó đặt chân như không bao giờ tôi lên tôi hỏi chuyện đất đai của giữa anh và với chồng tôi như thế nào cả nhưng bây giờ tôi nhìn thấy như đây là tôi cảm giác bất mãn rồi tính từ hôm nay đủ mà tự động làm kêu đại diện chính quyền lại đi chứ đủ mẹ có ai đại diện đủ mẹ lại làm cướp đại diện gì đích đập hả đó bây giờ lại chỉ đạo cái chồng tôi nè tất chồng đi tụi mày tụi bay dùng cưỡng chế quyết định cưỡng chế đâu thằng nào cũng đâu rồi mấy anh là người có học không ông mau cũng đừng là đại học không á tôi mới học cái cấp 1, cấp 2 thôi tôi chả biết gì đi nè một chút xong là gửi lên mà cổng thông tin chính phủ liền tụi mày đưa mạng liền tao mình là có ăn học học thức không đủ cầm mẹ dao cầm lễ cầm vô mà trả giá từ triệu từ triệu đàn áp á cầm chúng tôi hả cầm đi tới làm việc thì phải anh phải tìm hiểu cho rõ đi còn đừng bao giờ nghe ai nói gì là cách nghĩ sai mà đi đất người ta bao nè đủ mẹ 18 năm nay đủ mẹ đâu khác mẹ hay người ta chết như là không dần buồn ta nữa rồi anh nhìn cái đất tôi bao nhiêu từ đầu này qua đằng này mà biết bao nhiêu đất của tôi không rồi mà giáp rồi cưỡng chế về cái này đất có chủ quyền nha mấy chú đất này đất có chủ quyền á Ủa bên chính quyền không ai ra đại diện nói chuyện hết vậy? Mẹ có nào đại diện nói chuyện? Đụng mẹ mày giấy tờ đâu nói chuyện? Mấy chú mày ra đại diện nói chuyện hả? Có giấy tờ gì mà làm lộn này mà cũng không có giấy tờ nữa nè. Hỏi tôi đi. Ông bà cháu cha con lượng này hành xuất con lộn này nó bao nhiêu?
giết xe ngựa chạy ngang xem ba thế là mang lại đây làm cái gì? Mày nói là con lộ của nhà nước xưa giờ vậy, tôi không biết đâu nhà này. Mẹ là tao dứt từ đằng hết, không có trường nào có bất cứ nào muốn tay tới. Tao tuyên bố đảng phủ về phiên. Đáng cả trăm người đi vô đây, không biết nào vậy. Cái đất bên kia là cũng có chủ nữa mà ban không biết có xin phép không chưa? Xin chi? Chủ mẹ nhà nước muốn làm thì làm chứ xin cái gì? Để người ta đi. Đất mình lo. Chữ con cạt dám rú đầu ra đủ mẹ. Thằng Nguyễn cũng không có, thằng bị ra tránh mà cũng không có luôn. Mà chưa cái xong đâu, giờ đâu đã làm vậy rồi. Quay bên đây nè. Quay hết từ hàng đụng cận cảnh đi. Quay cái cảnh chùa. Cái người đó đã hai lần rồi, nó nói anh là bây giờ anh em cứ làm theo ranh bản đồ thôi. Ranh bản đồ thì có lỗ cần lấy nha. Ranh cái gì? Cái đó không có cơ sở. Giờ chú xác định sao không có cơ sở? Bây giờ ai chỉ đạo nha? Ai chỉ đạo ai dân bản? Đủ mẹ mày nói là ông dứt người trước đó. Nè, nó cái con cạc theo cái ranh giới thôi. Đủ mày quyết định dân bản tỉnh mà gửi cho cái bộ đội đâu. Bây giờ cái con đường này á. Mày ông mày tất cả ông người trước đó. Nè, bây giờ nói nè. Cái con đường này á là chú không Hồng có hả? Không đủ mẹ cái thằng kia mày nói vậy. Anh ấy anh quay lại đi, anh ta không khác. Anh đủ má. Tức là ông ngu quá vậy. Buông ra đi. Đủ má. Buông ra. Thôi thôi cho được. Ông bình tĩnh thì ông còn hơn. Cao quá thì ông chết. Tao cảm nhận cho đổi hai ba thằng cho mấy thằng. Buông ra. Bây giờ cái chỗ nào nãy nó chuyện đâu rồi? Chuyện gì từ từ. Đủ mẹ. Nói ra. Từ từ đó. Bây giờ chú nói nè, cái này đúng quyết định đúng không? Dạ không nói nè. Tụi tôi cứ làm việc. Ủa sao sao không nói? Rồi, chú phải đối thoại với dân chứ. Đã gặp rồi. Đã sao gặp? Sao gặp? Chú có đúng không? Bây giờ con đường này nè, cô bây giờ con đường này nè. Chú nói á là cái con đường này á là con đường nông thôn mới đúng không? Chú xây dựng. Sao không nói được? Vậy là chú nói ngang rồi. Chú nói chuyện vậy là chú nói ngang rồi. Sao không đối thoại vậy? Sao làm được? Con được cái đất nhà ta có chủ quyền. Làm có giấy tờ chỉ đạo không? Rồi, chú làm chú phải có giấy tờ. Giấy tờ đâu? Đúng. Bây giờ chú không muốn nói mà không? Anh làm giờ tôi cứ làm theo nhiệm vụ thôi. Sao nhiệm vụ được? Nhiệm vụ chú phải có giấy tờ. Chú lấy giấy tờ ra đi. Em ngăn cản gì đó thì sao ngăn cản được? Ngăn cản rồi giờ chú không được cưỡng chế nhà ta. Thằng này đâu phải chính quyền đâu. Không chính quyền. Đủ mày nói lại đây nó đâu có không bốn nó lại đâu nói là anh cướp cái chính quyền gì. Bây giờ không có cần biết. Buông lại đây. Mấy anh mấy chú có giấy thông báo gì không? Có giấy vào quyết định anh chỉ đạo. Mấy chú đang làm gì đây? Bay. Còn chú quay là chú nhớ đăng lên nha. Mà nhớ đăng nha. Đủ má. Mày anh cướp cái sự thật á. Mà hãy làm còn là làm chất sự thật. Nếu mày làm đến vậy có dần lại dám mắc cỡ với vợ con á. Tôi cho mấy anh làm. Đủ mày ông đổi thì làm dám cái đường này. Nè nha, tao nhớ mặt nè. Đủ má cái thằng này nha. Đó này nè. Mày liệu hộ mày nha. Mày đi về nha, mày lú đây làm tiền mày liệu không? Chém mày chết mẹ mày. Nè, bây giờ chú làm ăn tiền nhưng mà chú có xác nhận công việc chú làm đúng không? Đúng không? Bây giờ chú trả tiền người ta chú đi ăn cướp được không? Người ta trả tiền chú đi ăn cướp được không? Nè quay hai mặt này đâu. Đủ mẹ tao dứt từ cần luôn. Đủ mẹ, con cặc 18 năm nay đủ cái con chém gì ta, chém bắt đâu, đủ má mày tự không mày, má mày tự không, tự vậy, không chém luôn mày, mày đi luôn luôn tao, đủ mẹ mày tao chặt cái đầu mày luôn, ba thằng bay rồi đó, là đủ nha ba, bay là đủ, tôi nói đụng như biết cỏ tôi là biết, tới số với tôi, cũng bác trong mắt tôi là cái con tôi nhớ, tôi tới vậy mà, nè mà quay cái sân giới luôn, đất này là đất có chủ quyền, đất có chủ quyền đủ mẹ. Đó là công trình nào mà chú nhúng tới đi đủ má giết làm cái gì chết thằng này đi thằng dài thằng khác học lên tao giết cũng như
trời, thằng này chết, thằng này chết, thằng này chết, cái còn thằng khác không có cần giết. Tao đất ơi, ông giết một thằng thì thằng khác lên cũng vậy, ác thằng chết còn hơn vậy nữa. Quay kỹ mà độ ngựa hai mặt đó, đó tao nhớ kỹ đó, thằng Đào á. Ủa, đất nằm trong tổng là còn mình đó. Đào cái chỗ đó là còn của mình đó. Ờ, là của trong này rồi luôn. Cái đó là còn đất trong nhà mà. Ờ. Ê anh ơi. Đủ mẹ nó trả lời đủ mẹ nó mẹ nó. Cái này còn phần cho đất nhà em. Cái này còn phần cho đất nhà em. Cái ngoài đó. Không có xếp được. Cái này lên đất nhà tao mà xếp cái gì? Xếp cái gì? Ông hỏi mấy chú xếp cái gì? Cái đất nè, mấy chú ở tầm vô không? Mấy chú hứa với lòng đi. Mấy chú từ đó giờ cái con lộn này bự cỡ nào? Đất cái nào mấy chú tự trong lòng mấy chú biết đúng không? Ai đứng ra mà làm cái mà bây giờ mấy ông nói là đất này xưa giờ là của chính quyền bự vậy. Đó trong lòng mấy chú giờ biết rồi. Đất này xưa cái con lộn này nó bự cỡ nào? Cái con lộn gốc của nó nào? Đây nè mình xuống đạo đại quay luôn với tao. Đỉnh mẹ. Đâu gì mà đạo đại? Cái này là đất của người ta. Ê, vậy là bậy lắm nha. Bây giờ mấy chú có giấy không? Bây giờ là nếu mà mấy chú làm như vậy đúng không? Là mấy chú đang cưỡng chế người ta. Hợp lý không? Hợp lý đúng không? Trong đất người ta mà vô đạo làm cưỡng chế. Sao không biết? Được cờ giấy tờ không? Nếu bây giờ lấy giấy tờ la đo đúng phần trong đất của tôi, anh chịu trách nhiệm gì? Đất nào của ta, bây giờ anh chịu trách nhiệm không? Anh tên gì? Anh tên họ là gì? Sao không nói được? Ở chú nói chuyện kỳ vậy, chú là trưởng ấp mà chú nói đừng nói, đừng nói là sao? Lệnh nhà nước bây giờ ai nhà nước đứng ra đây mà thi hành? Phải có người lãnh đạo ở đây mới được thi hành. Đúng không? Phải có người lãnh đạo ở đây mới được thi hành. Bây giờ có người lãnh đạo ở đây không mà chú đòi thi hành chuyện nhà nước? Chú khoan nào đi. Chú khoan nào đi. Ở đây có ai lãnh đạo? Nói chuyện chuyện nhà nước ai lãnh đạo ở đây? Chú thổi đào đi. Cháu nói thiệt chú đừng có đào. Nếu kiện là dính luôn chú á. Nếu kiện là dính luôn chú á. Còn anh đừng có cười. Nè anh rảnh đó không? Bây giờ anh lấy điện thoại ra anh search nội dung cho mạng là anh sẽ ra được pháp luật liền. Chú chịu cái trách nhiệm gì mà chú đảo đây? Chú phải lãnh đạo đây không? Phải lãnh đạo ấy đây không? Chú phải lãnh đạo đây không? Chú có biết định đất không? Chú biết diện tích đất nhà tôi bao nhiêu không mà chú kêu đào đi? Dạ, chú diện tích đất bao nhiêu chú biết mà chú kêu ta đào. Còn cái con lộn này nè, hỏi mấy lòng người dân, mấy người mà ở thị trấn này nè, cái con lộn này xưa bự cỡ nào? Nè, trưởng ấp nè, chú nói trưởng ấp chú lãnh đạo phải không? Cái con lộn xưa được bự cỡ nào? Chú biết nè, chú nói đi. Anh còn xác nhận con đường bờ, mà bây giờ anh nói lộn này là lộn sao? Anh mới xác nhận bữa hôm qua anh kia đây. Mà giờ chú la về đất cái này trong đất người ta là sao? Bây giờ là lộ nhựa. Mà bây giờ là gì? Đất đâu có, tự nhiên đất rồi là hả? Sao của dân? Dân hả? Thì dân. Ờ mà đủ. Mà sao lấy người ta? Dân ở đây đâu phải một mình anh là dân. Ai mà nhà chỗ này là của tôi. Đúng không? Cạo như anh mới là dân. Nhà chỗ này là của tôi. Đúng không? Phải. Bằng phẳng ở đâu? Bằng phẳng đâu? Bây giờ bằng phẳng không? Rồi giờ đi chơi. Ủa sao trời nhà nước? Ủa vậy anh làm gì cho nhà nước? Anh đang làm cái gì cho nhà nước? Anh có ở đảng không? Cấp cao ta có quyền hơn. Không có cấp cao, từ cấp dưới làm lên cấp cao. Bây giờ cấp cao muốn kêu làm gì làm hả? Sao không trả lời được? Ê, mấy anh nói vậy là mấy anh ngang quá trời rồi. Mấy anh làm nhà nước mà dân hỏi mấy anh không trả lời là sao? Vậy mấy anh đang lương nhà nước chi? Dân hỏi không trả lời. Ngang đảng vậy, mấy anh mới là ngang á. Mấy anh ăn lương đảng, ăn lương nhà nước, mà dân hỏi mấy anh nói đừng trả lời là sao? Hả? Thực hiện cái gì? Thực hiện đúng cũng làm đó, sai cũng làm đó hả? Bây giờ mấy anh làm gì, mấy anh có giấy tờ gì không? Tự nhiên đi vô làm. Mấy anh phạt xe người ta, mấy anh cũng phải có giấy tờ nữa.